Xin chào các anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng. Đó, hôm nay gà nở mấy anh chị ơi. Đó, hôm nay là ngày 30 tháng 10. Đây, mẹ của em đây, đang chuẩn bị chuồng cho mấy gà lên. Xin chào các bạn nha. Hôm nay là gà của mình nó mới vừa nở nữa. Nó mở bầy mới nữa nha các bạn. Toàn bộ gà ở trên đây là mình mới vừa giao hoàn thành xong hết ngày hôm qua. Mình mới vừa giao hết nha các bạn. Hôm nay sẵn trống chuồng cái mà có bầy gà nó nở, mình đem gà lên nha. Mà gà mà trước khi mà mình đem gà con lên các bạn, là chuồng mấy cái máng này là mình đã làm sạch sẽ hết nha các bạn. Mình hút phân hết nha. Cứ mỗi một lần mà mình giao gà rồi xong một đợt cái là mình hút phân liền luôn. Từng lễ là mình phải hút phân luôn. Xong rồi không biết sao là mình làm máng nước nha. Mình cũng đã cho cám ở trong đây luôn rồi. Bây giờ là mình cho gà con lên nha các bạn. Đây mời các bạn xem gà con. Đây là gà con nè, hôm nay bắt đầu nó mới nở đó. Thùng ấp trứng nở đạt luôn mấy anh chị. Đó, đã ghê không? Mình lấy ghế mình ngồi như thế. Đây các bạn coi nè. Cái này á, gà này là hồi chiều tối ngày hôm qua các bạn. Là mình lên á là mình thấy nó khẽ mỏ rồi. Nó chíp chíp nó khẽ mỏ rồi. Nhưng mà chỉ mới có một đêm thôi mà nó như vậy nè các bạn. Nó bị dướng nè, nó không có ra được nè. Rồi đây đó, trời nó chưa ra. Đó, phải bắt nó lên liền mấy anh chị. Cầm 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 đi, mẹ lấy cái cầm chất nha. Mình bỏ bớt cái trứng ra các bạn. Bỏ bớt mấy cái vỏ trứng đó các bạn. Đây nè, cái vỏ trứng này là gà ngày 10 nè các bạn. Ôi đó, các bạn thấy không, nó đang nở. Gà này mình ấp cái máy ấp trứng nè các bạn. Nó nở đạt ghê. Lợi mà nó đạt hay không là cũng phải do mình nữa nha các bạn. Ví dụ như mà mình phải lăn trứng đều đều và thường xuyên nha. Đó. Chứ đừng có nói là cái máy ấp trứng này nở đạt rồi các bạn bỏ vô các bạn ấp mà không lăn trứng không gì thì cứ để tự nhiên vậy rồi nó cũng đâu có đạt đâu. Là mình còn phải phụ thêm nó nữa. Là mình lăn trứng đó các bạn. Đây là mình cho xích ra đây cho đó rồi coi nè. Đó. Tới bên trong luôn nè. Mình lấy bỏ bớt mấy cái vỏ trứng ra. Các bạn biết sao có cái vỏ trứng nhiều, với lại có mấy con gà con nó nở á, cái nhiều con quá cái nó đè vô cái trứng là cái gà mà nó đang muốn nở ra rồi đó, mà cái nó đụng mấy con gà con á, nó đụng nó đè với cái vỏ gà cái vỏ trứng nè, nó cứ ốp lại cái làm con gà không có chui ra được đó. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Chỉ có một đêm thôi nha, chiều hôm qua vừa khẽ mỏ và buổi sáng hôm nay nó nở được như đây nè. Nè cái trứng này nè nó cũng muốn nở rồi nè các bạn. Đó. Đây nó khẽ mỏ nhiều lắm. Đó, bây giờ là mình cho mấy con gà con này lên nha các bạn. Cho nó trống chỗ để cho con mấy con này nó nở thoải mái một chút. Con kia nó bị đạp cái cổ rồi mà. Ở đâu đó. Đây đó. Đó hẳn đâu. Đó các bạn thấy không? Nó nhiều quá cái nó vậy đó. Mà mình nói lấy ra. Đó, các bạn chờ mình chút xíu nha, mình lấy cái rổ. Đây con để xuống dưới này được không? Đứng dưới này được không? Đó. Này, xong. Bây giờ mình lấy cái rổ mình đựng mấy con gà con mình đem lên nha các bạn. Mình chỉ đem mấy con mà nó khô lông rồi nha các bạn. Mấy con gà này nó khô lông mình sẽ đem lên. Còn những cái con như vậy nè các bạn, nó còn bị ướt lông á, là mình sẽ để lại đây nè các bạn. Những con ướt lông này mình để lại nha các bạn. Đây những con này là nó ướt lông nè, nó còn ướt lông nè các bạn. Các bạn thấy nó dễ thương không? Đó. Bây giờ là còn một mớ trứng này nó đang khẽ mỏ nè nha các bạn. Các bạn thấy không? Nó đang khẽ mỏ nè. Đó. Là giờ tới chiều là nó có thể là nở hết luôn. Là các bạn thấy là nó ấp nó một cái máy ấp trứng này nó ấp rất là đẹp luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đem một mớ gà con này lên nha các bạn. Còn cái này là để chút xíu chưa cái mình lên rồi coi nó khô lông mình sẽ đem lên. Đây, mình sẽ để ở đây. Lên đây vô.
Mà thấy con này dễ thương ghê chưa? Giống như một rổ rau vậy các bạn. À, bên mình cũng có bán máy ấp trứng nha các bạn, có thùng ấp trứng nè đó. À, nếu như các bạn nào mà có thích mua cái thùng ấp trứng á thì cứ liên hệ với Khoa nha, là qua cái số điện thoại á là 0772933305 nha các bạn đó. Mình sẽ để cái số điện thoại ở trên đầu clip á, các bạn có cần mua hay là thích mua để ấp gà đó các bạn thì cứ liên lạc vô Khoa ha. Rồi gà con này cũng vậy nha các bạn. Gà con này á, là mình sẽ nuôi khoảng, mình sẽ để khoảng một tuần sau. Gà con là một tuần sau là mình sẽ bán nha các bạn. Đó, cái giá mỗi một con gà con một tuần tuổi á, là mình sẽ bán là 25.000 một con. 25.000 một con nha các bạn. Dạ. Cái gà một tuần tuổi á, là mình sẽ bán 25.000 một con. Còn mà gà mà mình 2 tuần tuổi là mình sẽ bán là 30.000 một con nha các bạn. Là gà này là mình chỉ giao ở trong thành phố Hồ Chí Minh ha. Nó dễ nha các bạn. Còn mà nếu như mà nó bị xa chút xíu á, mà các bạn có thể có dịp đi ngang đi lên thành phố chơi thì có thể là dặn trước mình một tuần hay là sao có gà hay không là mình sẽ chừa và các bạn sẽ lên lấy ha. Còn hay là các bạn ở quê mà xa quá mà có cái tuyến đường á, có tuyến đường mà về dưới á, thì các bạn có thể là chuyển mình cái bến xe hay sao đó là mình sẽ gửi về quê mới được, chứ còn tự ở đây là mình gửi về dưới quê là mình sẽ không có gửi được. Dạ yeah, đúng rồi đó, quá trà đã không các bạn thấy nó nở gì, nó dễ thương không. À, nhưng mà mấy con gà con này nó lớn rất là lẹ nha các bạn, các bạn thấy nó mới nở nhà như vậy là mới có một ngày thôi nha, một tuần lễ sau là các bạn nhìn nó rất là khác luôn đó. Rồi cái này là gà này á, là mình khi mà mình để nó lên xong mà mình sẽ phủ tấm bạc xuống nha các bạn đó. Cái bóng đèn mà ấp trứng gà để mà giữ ấm cho mấy con gà con này á, là mình có thể là dùng bóng đèn á, là 60W hay là 40W cũng được nha các bạn. Và gà con này là lúc nào mình cũng giữ ấm cho nó nha, giữ ấm cho nó đó. Nhưng mà có những hôm mà trời mà nắng nóng quá đó các bạn, mình có thể mình lên á, là mình có thể dán cái tấm bạc này lên thôi, mình dán tấm bạc này lên thôi chứ cũng không có tắt đèn nha, nếu mà nắng quá đó. Còn mà nếu mà bình thường mà trời mà mát mát là mình vẫn để bóng đèn và vẫn phủ bạc xuống nha các bạn, là mình giữ ẩm cho gà, giữ ấm á đó. Gà hôm nay là 30 đúng không, đây là gà con này là 30, là mình sẽ ghi ngày 30 đó, như vậy là mình sẽ dễ nhớ cho các bạn, 30 tháng 10 đó. Ở bên nào tấm nào bên nào mình cũng ghi. Còn ở bên đấy hai thùng này là gà này, hai cái thùng này là mình đang ấp trứng gà nha các bạn. Đây mời các bạn xem này, hai cái bên này là mình cũng đang ấp nữa nè. Ở đây mình đang ấp nè các bạn. Đó, cái để cho mà cái gà của cái trứng gà mà nó nở được đều á các bạn. Nó nở được đều á, là mình phải thường xuyên là mình phải lăn trứng nha các bạn. Lăn trứng là mỗi một ngày là mình lăn trứng là 3 lần, sáng, trưa và chiều nha các bạn. Cái gà này, cái trứng này là hôm 25 nha các bạn, mình mới ghi ngày 25 ha. Đó. Là cái trứng gà này cứ tầm khoảng là từ 19 tới 20 ngày là nó sẽ nở nha các bạn. Đây bây giờ là mình còn tới 3 rổ trứng là nó đang ấp trong thùng này. Đó. Ở đây là 2 rổ, còn ở bên đây là mình còn 1 rổ nha. Bắt mấy con gà con đang mới nở hồi cho nó lên đây nè mẹ. Không, nó chật với nó. Cái con này nó khoa Vĩnh này nha mẹ, gỡ cái bao này nha.
nó cái bao này nó khô rồi nè, nó bám con gà lại các bạn. Có lẽ nó cũng ra được rồi mà gà nó nở nhiều quá cái đậy nó cái khiếp lại hoài cái nó đâm cho nó khô cái vỏ bao đó, là mình sẽ để như vậy luôn, là chút nó tự bung ra tự các bạn. Đó, thấy không? Đó. Để như vậy luôn. Giờ mấy con gà này nó vô bên trong rồi nè. Nè, ở đây đúng rồi mẹ, đây là con bên đây. Đây nè, đó rồi, nó đang bung ra nè, nó đang bung đó các bạn. Gà mẹ để mình chỉ phụ nó chút xíu như vậy thôi, chút nó tự bung. Rất là nhiều nè, các bạn thấy không, đây nè, nó đang khẽ mỏ rất là nhiều luôn nha. Giờ mình nói thiệt chứ giờ tới chiều là nó có thể nở hết luôn á. Đó, còn ở trên này một rổ nữa nè các bạn, đó. Cái rổ trên này là ngày 16 nè, ngày 16 nè. Như là từng nào là mình cũng có gà để ra nở luôn à. Rồi, như vậy là mình thông báo với các bạn là hôm nay là gà nhà mình đã có nở nha. Một tuần sau là mình đã có mình bén rồi. Nếu các bạn mà có thích nuôi gà các bạn thì cứ đăng ký và qua Zalo của Khoa nha. Số điện thoại là 0772933305 nha các bạn. Rồi mình xin chào các bạn nha. Rồi xin chào các anh chị, chúc mày tuyệt vời. Bye bye.